Nguyên nhân chính khiến Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ tư trên thế giới. Thưa quý vị, suốt một tháng qua, không khí ở Hà Nội thường xuyên trong tình trạng mù mịt vào buổi sáng và tối. Các trạm quan trắc ở Hà Nội hiển thị chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức rất xấu hoặc nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Theo các chuyên gia môi trường, hiện tượng này thường xuất hiện từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Nguyên nhân là do thời điểm giao mùa trời ít mưa, lặn gió, sương mù kết hợp với nguồn phát thải từ mặt đất như khí thải từ phương tiện giao thông, khí thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, bụi xây dựng, không được kiểm soát tốt khiến các chất ô nhiễm không khuếch tán mà cũng quanh ở tầng thấp. Do chỉ số AQI tăng cao vào cuối tháng 11, hệ thống tổng hợp ô nhiễm không khí xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ tư trên thế giới, sau Delhi, Ấn Độ, Karachi và Lahore của Pakistan.